Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 9 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin là thông tin về cơn bão số 6. Hiện nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và đến 7 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 220 km về phía đông, cường độ gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên với cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía đông bắc của Campuchia. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 cho tới 7 mét, biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm ngày 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực như sau. Ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông và Lâm Đồng, lượng mưa từ 100 đến 200 mm, từ Bình Định đến Khánh Hòa là 200 đến 350 mm, cục bộ có một số nơi trên 400 mm. Ở khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, lượng mưa là từ 150 đến 250 mm. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trong 2 ngày tới, trời phổ biến là ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 cho tới 27 độ. Đến ngày 12, mưa sẽ lan dần lên khu vực này, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Đối với khu vực Nam Bộ, vì ở rìa xa hoàn lưu bão nên có mưa ít hơn, mưa dông xảy ra ở diện rải rác tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày có mưa cục bộ vài nơi xen kẽ những khoảng nắng, nền nhiệt ít biến đổi, phổ biến từ 29 đến 33 độ. Trở ra Bắc Bộ do nằm trong khối khí lạnh khô nên trời phổ biến là không mưa, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ vào khoảng từ 16 đến 20 độ, vùng núi có nơi thấp dưới 15 độ. Còn vào ban ngày, trời có nắng với mức nhiệt dao động trong khoảng là từ 26 đến 29 độ. Đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều, độ ẩm khá thấp, chỉ khoảng từ 50 đến 55%. Với nắng nhiều nên cảm giác khô hanh được cảm nhận rõ rệt hơn. Tuy nhiên, từ đêm ngày 12, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến cho thời tiết biến đổi nhiều hơn, mưa dần xuất hiện trở lại và tình trạng khô hanh giảm nhanh chóng. Mưa bắt đầu xuất hiện ở diện rải rác cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, và từ ngày 13, mưa sẽ có phần gia tăng mạnh hơn và lan dần sang khu vực phía Tây Bắc Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 3 ngày tới có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ 2 ngày đầu từ 26 đến 29 độ, sang đến ngày 12 tăng lên là 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ ngày mùng 10 từ 25 đến 28 độ, sang 2 ngày sau đó, nhiệt tăng lên từ 26 đến 29 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 2 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng phía Bắc là từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 24 cho tới 27 độ. Sang đến ngày 12 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa mưa to, nhiệt độ ban trưa từ 25 cho tới 28 độ. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 2 ngày tới mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng phía Bắc có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày 12 có mưa rào và dông vài nơi, nền nhiệt dao động từ 26 cho tới 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, 2 ngày tới có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 25 cho tới 28 độ. Ngày 12 có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt cao nhất từ 26 cho tới 29 độ. Khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, sang đến ngày 12 có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt độ không vượt quá 33 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ ngày mai từ 25 cho tới 28 độ, 2 ngày sau nhiệt tăng nhẹ từ 26 đến 29 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Còn với khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc của huyện đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 7 đến 8 mét, biển động dữ dội.
Bản tin thời tiết 12 giờ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.